Chị Huỳnh Như này, trong các sản vật mùa nước nổi thì chị thích nhất là gì? Nói đến mùa nước nổi thì Quỳnh Như thích nhiều điều lắm Sơn Hiền. Nhất là thích các loại rau ha, có bông súng, bông điền điển, ăn với mắm kho hoặc là canh chua cá linh non á, thì rất là ngon luôn đó. Nghe chị nói mà tôi cảm thấy thèm luôn á. Ở quê của tôi á thì có loại củ này đi ạ. Mặc dù là xù xì, đen đúa nhưng mà ăn có vị ngọt, bùi, rất là thơm đó chị Huỳnh Như. Huỳnh Như cũng biết củ này, dân gian có câu rất là quen thuộc là thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo. Nói về chuyện thương ghét thì nhiều năm nay cây trồng này được người dân quê tôi ưu ái lắm, bởi nó đem về nguồn thu nhập ổn định vào mùa nước tràn đồng. Ngay bây giờ mời chị Huỳnh Như cùng với quý khán giả đến với không khí rộn ràng thu hoạch ấu ngay sau đây. Đây là 8 công ấu giống Thái của anh Trần Quốc Dương ở thị trấn 7000, huyện Châu Thành A. Để ấu phát triển tốt, anh phải theo dõi nước ra vô hàng ngày, thường xuyên bón phân hữu cơ giúp cây phát triển, nuôi trái để kéo dài thời gian thu hoạch. Mỗi dây ấu như thế này có từ 5 đến 7 củ. Cứ 10 ngày người trồng sẽ hái một lần cho đến khi nước lũ rút. Hiện giá ấu tại ruộng từ 10 tới 20 ngàn đồng một ký, tiêu thụ ở nhiều nơi như thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh với năng suất 1 tấn một công. Trừ hết chi phí, anh Dương thu về tiền lời từ 50 tới 60 triệu đồng. Trồng gì đây nè, là tới nếu mà mình xả đông xương lại á, nếu mình để luôn thì mình để, còn mình không để mình xả đông xương lại á, là như là ba cái phù du của ba cái ấu rồi nè, là nó xuống dưới đây nữa, nó tạo cho tốt cho lúa mình vụ đông xương á. Mỗi vụ ấu kéo dài gần 6 tháng, tầm tháng 10 âm lịch là kết thúc vụ. Trồng ấu mùa nước nổi còn tạo công ăn việc làm cho nhiều chị em lúc nông nhàn. Gần một tháng nay, mỗi ngày chị Trần Thị Sương kiếm được 200-300 ngàn từ việc hái ấu thuê. Có nhiều, hái nhiều cũng hết vậy. Ngày 200 mấy, tại mình làm ăn tiếng mà. Làm nhiều thì ăn nhiều, làm ít thì ăn ít. Thì nói chung con cái trong nhà đi học mà không có làm thì không có đủ ăn, không đủ xài. Khi ấu tàn, từ thân đến lá, người dân vùi xuống đất để làm phân hữu cơ đùi đất, giúp cây lúa phát triển tốt vào vụ lúa đông xuân tới. Thưa quý khán giả, mít từng là mỏ vàng nông sản của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Có lúc giá mỗi ký mít hơn 50.000 đồng. Một trái mít người dân thu về hơn 1 triệu đồng. Nhưng khi diện tích tăng hơn 9.000 hecta, nhiều nhà vườn rơi vào cảnh thừa hàng dội chợ. Trăn trở hướng đi bền vững cho loại cây này, một người trẻ ở thành phố Ngã Bảy chọn mít khởi nghiệp với sản phẩm thịt nhưng không phải thịt, tạo ấn tượng với người tiêu dùng. Gần 10 năm làm cô giáo và kinh doanh thức ăn vặt, chị Cao Thị Cẩm Nhung nhận thấy mít chỉ ăn tươi hoặc sản xuất thành snack ăn vặt. Hương vị thơm, giàu dinh dưỡng, nhưng sản phẩm sau chế biến từ loại trái này khá ít, chưa khai thác hết giá trị, nhất là khi mít không bán được, gây lãng phí nguồn thực phẩm. Mít là một trong 8 loại thực vật để chế biến thức ăn chay. Bản chất của nó là có kết cấu giống thịt nhất và cái hàm lượng dinh dưỡng nó khá cao. Thì khi đó mình mới nghĩ rằng tại sao mình không chế biến những cái sản phẩm từ thịt mít. Thì bắt đầu mình mới bắt tay vào mình thử nghiệm và mình chế biến, mình nghiên cứu, mình chế biến ra. Và lúc đó là mình kinh doanh thử với cái công việc là kinh doanh online hoặc là bán cho những người mà mình quen biết vào cái kênh chợ. Thì thực sự lúc đó là mít đã nuôi sống được doanh nghiệp của mình. Xu hướng dùng thịt thực vật thay thế thịt động vật ngày càng phổ biến và mít là lựa chọn tuyệt vời vì chứa nhiều chất xơ, kẽm, kali cần thiết cho cơ thể. Chị Nhung gác lại công việc để dành nhiều thời gian tự nghiên cứu, đi tham quan học hỏi để tìm ra bước đột phá với ý tưởng thịt nhưng không phải thịt. Mít non, mít già và cả mít chín đều chế biến các món ăn, nhưng khó khăn là phải có công nghệ chế biến phù hợp. May mắn khi tham gia nhiều cuộc thi khởi nghiệp từ tỉnh đến cấp vùng, cả nước. Chị học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu, giới thiệu sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng và nhận được nhiều đóng góp để cải thiện. Chúng ta có thể tạo ra sản phẩm từ snack ăn liền cho đến các sản phẩm thay thế bữa ăn chính, bữa ăn phụ. Thậm chí chúng ta có thể tạo ra một cái
những cái nguyên liệu mít mà đóng gói tiện lợi và xuất khẩu ra bên ngoài. Như vậy thì cái đổi mới đầu tiên là về sản phẩm, cái thứ hai là về thị trường. Từ cái thị trường nội địa nhỏ nhỏ của chúng ta bây giờ, mít với cái sự chấp cánh ở sản phẩm ở ba cấp độ này, nó có thể tiếp cận được không những là những giới trẻ ăn vặt mà nó còn hướng tới những người đang có nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Đứa con Lê Mít ra đời có đến 7 sản phẩm như một bữa ăn hoàn thiện cho người ăn chay, snack ăn giặt gồm bánh phồng mít, cua mít, thực phẩm bữa ăn phụ chính nấu món ăn nhanh gồm pate mít, chả cá thác lát mít và nguyên liệu chế biến món ăn như mít non đóng hộp, nhân bánh từ mít. Đến nay, Lê Mít Food có khả năng đáp ứng nhu cầu ăn uống đa dạng của người tiêu dùng. Không bỏ phần nào của trái mít, nhưng chị Nhung cho ra đời những sản phẩm ấn tượng làm tăng giá trị 4-5 lần so với bán mít tươi. Sản phẩm tiếp cận thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ người ăn chay, hướng tới phát triển sản phẩm ô cốp, quảng bá rộng rãi. Mục tiêu của Lê Mít đề ra các sản phẩm thịt là thứ nhất là dành cho người ăn chay, thứ hai là dành cho người ăn chay linh hoạt, thứ ba là dành cho người ăn kiêng hoặc thực dưỡng. Thì với mong muốn là Lê Mít hoàn toàn không phủ bỏ thị trường chay hiện tại, nhưng mà chỉ muốn là làm đa dạng hơn thị trường, rồi đa dạng về khẩu vị, đa dạng về chủng loại, đa dạng về giá, để làm sao cho người tiêu dùng có một cách tiếp cận nhanh nhất đến sản phẩm. Người phụ nữ này đến với hành trình tìm giá trị mới cho cây mít bằng kiến thức, sự nghiên cứu học hỏi, bài bản từ các chuyên gia và sáng tạo để mang đến sản phẩm chất lượng. Điều quan trọng là chị nắm bắt được xu hướng thị trường, sản phẩm truyền đi thông điệp tích cực cho cuộc sống, nâng cao giá trị nông nghiệp.